đang xem video tại kênh YouTube review đàn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Thiếu gia thỏ có một bí mật. Đó chính là mỗi lần chơi chơi trò và chạm liền hồi phục rất nhanh. Làm cho đối phương sức cùng lực kiệt rồi y mới bắt đầu hứng thú. Thiếu gia thỏ có một mong ước nhỏ nhoi. Đó chính là có thể tìm được người khiến cho y thỏa mãn. Một ngày nọ, bạn tốt hồ ly tới nhà lấy sách. Nhưng rõ ràng sự chú ý của con hồ ly này không nằm trên sách, mà hắn muốn người hầu rùa của nhà thiếu gia thỏ đem sách đưa tới phủ của hắn điều này làm thiếu gia bắt đầu hoài nghi giữa con rùa nhà mình và tên hồ ly kia nhất định có bí mật không thể nói cho người khác trong giới người hầu cũng lưu truyền một câu chuyện hoang đường cậu chuyện kể rằng mỗi đêm rùa đều dùng củ cà rốt của mình để chăm sóc cho người khác vậy là sau khi rùa ra ngoài trả sách thiếu gia thỏ liền lén lút đi theo người ta nhưng y ở bên ngoài cửa phòng của hồ ly đợi rất lâu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường thiếu gia thỏ cho rằng bản thân nghĩ nhiều rồi nhưng chính vào lúc y chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy trong phòng truyền tới âm thanh kỳ quái. Thiếu gia lập tức lén lén lút lút bò trên cửa nhìn trộm. Quả nhiên khung cảnh trong phòng giống hệt với lời đồn. Rùa ngày thường chậm chạp ít nói, không ngờ chơi trò va chạm lại lợi hại như vậy. Thiếu gia bắt đầu ảo tưởng, nếu như rùa chơi trò va chạm cùng với y, thì chắc chắn y có thể thỏa mãn rồi. Vậy là kể từ ngày hôm đó, thiếu gia thỏ bắt đầu nghĩ cách quyến rũ người làm rùa trầm mặc ít nói nhà mình nhưng khi y còn đang tưởng tượng đủ mọi cách trong lòng thì đã bị rùa phát hiện rồi bị bắt được thiếu gia tức giận hỏi sao rùa lại biết y đang ở chỗ này thì nghe được nguyên nhân chính là do bản thân y đôi tai dài của thỏ dù có núp sau bức tường thì cũng có thể nhìn thấy hơn nữa cả ngày hôm nay thiếu gia thỏ của nhìn chằm chằm anh lẽ nào có chuyện gì cần sai bảo sao lời này hình như đã giúp thiếu gia thức tỉnh từ trước tới nay chuyện thiếu gia sai bảo người làm làm theo ý mình là điều hiển nhiên Vậy y có thể đường đường chính chính sai rùa tới phục vụ hàng đêm rồi. Vậy là, thiếu gia thỏ tràn ngập tự tin kêu rùa đêm nay tới phòng y đọc sách. Nhưng lời còn chưa nói hết. Đã nghe rùa không chút nào do dự từ chối. Thiếu gia thỏ trong lúc chơi trò va chạm bởi vì tốc độ khôi phục quá nhanh. Nên không ai có thể thỏa mãn được y. Đến khi thiếu gia thỏ phát hiện củ cà rốt của người làm rùa nhà mình không tầm thường. Muốn mời rùa đêm nay tới phòng y đọc sách không ngờ người làm rùa ngày thường ngoan ngoãn nghe lời hôm nay lại không chút do dự mà từ chối thiếu gia không dám tin bản thân thế mà lại bị từ chối tên tiểu tử rùa này thành công thu hút sự chú ý của y rồi đó nha càng giận hơn chính là người làm rùa đồng ý đọc sách cùng con hồ ly thối kia vì sao đổi thành thiếu gia thỏ thì anh ta lại không đồng ý thiếu gia nghiến răng nghiến lợi hứa nhất định sẽ bắt rùa về tay nhưng bởi vì nghĩ tới người kia cả người thiếu gia thỏ bắt đầu cảm thấy khó chịu thiếu gia tự tưởng tượng bản thân là người đêm qua cùng rùa đọc sách chính là mình để bắt đầu nhổ củ cải chính vào thời khắc quan trọng người nói đêm nay không tới phòng thiếu gia người hầu rùa lại xuất hiện thiếu gia tủi thân muốn rùa ôm lấy y nếu như không muốn nhổ của cải thì ôm một cái cũng được rồi thiếu gia thỏ đồng ý chấp nhận mọi yêu cầu của rùa nhưng mà rùa lại vô cùng lạnh lùng giữ lấy cổ tay đang vươn về phía mình của thiếu gia thỏ nói bản thân có một điều kiện rùa muốn cũng thiếu gia thỏ so tài cao thấp người thua phải hoàn thành một nguyện vọng của người thắng là một thiếu gia quý tộc thỏ bị những lời này của rùa chọc tức tới bật cười một tên người làm nhỏ bé mà dám đánh cược với thiếu gia y nhất định sẽ thắng một cách dễ dàng nhưng kết quả lại là câu cá bắt cung thậm chí là đấu kiếm hay bắt đá thì rùa đều giành thắng lợi thiếu gia suy sụp không dám tin bản thân thế mà lại thua trước rùa rùa còn nở nụ cười lấp lánh nói với thỏ bản thân chỉ làm theo những gì học lỏm của thỏ mà thôi Lời này rõ ràng giống như sỉ nhục lòng tự tôn của thỏ. Vậy nên y quyết định thực hiện hạng mục quyết đấu cuối cùng. Cùng là loại mà thiếu gia thỏ dành nhất. Dưới ánh mắt chấn kinh của rùa, thiếu gia bắt đầu giúp rùa gặm cà rốt. Nhưng củ cà rốt của rùa quá cứng rắn, cũng quá kiên cường. Thiếu gia gặm tới thở không nổi. Kết quả cuối cùng, thiếu gia thỏ vẫn thua. Thiếu gia trực tiếp bị chọc tới bật khóc. Y thừa nhận bản thân đã thua rồi. Ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ đồng ý với ngươi nhưng hiện giờ ngươi mau cút đi cho khuất mắt ta. Rùa không muốn làm thiếu gia thỏ của ý khóc. Anh dịu dàng lau nước mắt trên mặt thỏ. Cưng chiều nói, ngươi đúng là vẫn thích khóc như vậy. Nguyện vọng của ta chính là muốn ở bên cạnh thiếu gia cả đời. Thiếu gia thỏ không ngờ tới nguyện vọng của rùa lại là như vậy. Thì ra rùa vẫn luôn một lòng yêu thầm thỏ. Kể từ đó về sau, thiếu gia thỏ kiêu ngạo và người làm rùa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.